Ngày 28 tháng 6, Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tại dự án xây dựng chợ truyền thống Lăng Cô, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Theo đó, Công an huyện Phú Lộc có nhận được đơn của ông Phạm Cường, trú thành phố Đà Nẵng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cường Lộc Thịnh. Theo đơn, công ty của ông Cường có ký hợp đồng tham gia dự án xây dựng chợ truyền thống Lăng Cô do Hợp tác xã Đầu tư Khai thác và Quản lý chợ Nam Việt Lăng Cô, ông Nguyễn Huy Hải làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, làm chủ đầu tư. Vào ngày 9 tháng 5 vừa qua, ông Cường cùng ông Nguyễn Hữu Vinh, lái xe của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cường Lộc Thịnh, đi từ thành phố Đà Nẵng ra công trường xây dựng chợ Lăng Cô ở huyện Phú Lộc để giải quyết những vấn đề còn vướng mắc của công ty với chủ đầu tư trong quá trình xây dựng chợ. Khi hai người đang có mặt ở công trình, thì bị ông Nguyễn Huy Hải cùng một nhóm khoảng 5-7 người đi cùng dùng gậy, mũ bảo hiểm đánh ông Cường và ông Vinh bị thương. Theo giám định pháp y, ông Cường bị thương tật 11% và ông Vinh bị thương tật 10%. Trong đó, tỷ lệ bị tổn thương nhiều nhất của hai nạn nhân này là bị chấn động não với mức 9% mỗi người. Theo cơ quan điều tra, ông Cường và ông Vinh ra Huế để gặp ông Hải, yêu cầu trả số tiền khoảng 9 tỷ đồng do phía chủ đầu tư không thanh toán cho công ty. Quá trình giải quyết nợ nần, hai bên có lời qua tiếng lại rồi dẫn đến vụ ẩu đả.